Dạ, không hợp lý chỗ nào anh? Anh thấy là không hợp lý rồi đó. Như cái không chỗ nói cho rõ. Anh nói gọi chỗ này nè. Dạ. Ví dụ như nhân vật năm con gì nữa. Dạ. Hoàn cảnh thì gì? Thứ cộng đồng mạng thuyết ra gì hoàn cảnh nghe em. Rồi. Thấy không? Là ý của anh là giúp thằng Nhật là nhiều quá hay như thế nào anh? Không phải đâu, anh nói em nghe gì nè, cộng đồng mạng mà. Ví dụ như hoàn cảnh cơm áo gạo tiền thôi. Yeah. Chứ nó đến mức mà tới bọng này kia thì làm cái đó thì hơi dư, anh thấy hơi dư rồi đó. Anh coi mỗi ngày mà. Là giúp đến mức độ thôi rồi ngưng lại là giúp hoàn cảnh khác đúng không anh? Ý của anh vậy đúng không? Có phải rồi, còn nhiều hoàn cảnh cái cộng đồng mình còn. Nhưng mà anh thấy em làm anh diễn hơi sâu, hơi dư. À, diễn hơi sâu à? Em chịu không? Bây giờ em nói anh như thế này này. Anh biết được là cộng đồng mạng trợ giúp đúng không? Anh hiểu được câu đó thì để em nói cho anh để anh hiểu nè. Nếu như không có cộng đồng mạng trợ giúp á, thì làm sao mà em làm thằng Nhật lâu như vậy được? Thì học thường quân thương, để nó hết cho anh nghe. Cộng đồng mạng mạnh thường quân người ta thương Nhật, người ta gửi về cho thằng Nhật. Biết bao nhiêu hoàn cảnh tụi em quay, tại sao người ta không cho? Tại vì thằng Nhật nó có cái gìn, anh hiểu không? Em quay lên người ta có cho đâu mà lấy đâu mà giúp. Ý anh nói gì nè, em vẫn là làm bên tôi biết. Nhưng mà em đi xong rồi anh thấy anh người dân anh coi anh bức xúc, em đi xong rồi đó. Quá, sao anh lại bức xúc khi mà em đi giúp được một người mà từ bùn đen vực thẳm lên vậy anh? Sao anh lại bức xúc kỳ lạ vậy? Em phải có ý kiến chứ. Anh gửi số tiền về để em giúp cho Nhật á thì anh lên tiếng anh có ý kiến. Ở đây Mạnh Thường Quân không có ý kiến mà anh có ý kiến như vậy là em không có chấp nhận đâu. Ở đây là anh đâu phải gì, dù anh coi anh còn thấy cũng có chút cũng nhiều hoàn cảnh cũng còn nhiều mà. Em mà biết, anh biết được là em giúp biết bao nhiêu hoàn cảnh không? Rồi khi hoàn cảnh mà có gì nữa Mạnh Thường Quân không lẽ rồi em lấy tiền của Mạnh Thường Quân đó em đi giúp người khác à? Hay như nào người ta muốn giúp thằng Nhật thì em phải giúp chứ làm sao bây giờ? Không mà như cái người chú nói anh nói lên cộng đồng mạng nói bữa trước là anh không nhận thiệt. Chứ như là mấy trường hợp này là anh thấy hơi dư hơi sao. Bây giờ không phải là em muốn giúp thằng Nhật mà cô bác Mạnh Thường Quân muốn giúp thằng Nhật thì ý anh như thế nào? Không lẽ rồi em nói là em không giúp thì nữa? Thì thôi mà theo anh nghĩ nói em câu gì nè. Còn cái hoàn cảnh nữa nghe em. Thì kiểu gì cũng là trung bình thôi. Thôi bây giờ em nói anh như thế này nè. Anh là nếu như mà anh như vậy á, không biết là anh giàu hay anh nghèo. Nhưng mà em nói thẳng ra là không khá được khi mà anh có cái suy nghĩ như vậy. Anh không hiểu cho tụi em. Tiền của Mạnh Thường Quân gửi về họ muốn giúp ai là họ giúp, quyền đó là quyền của họ. Thằng Nhật có duyên, thằng Nhật nhận được nhiều. Những mảnh đời khác không có duyên, không được nhận, cái đó là cái chuyện của họ. Còn tụi em làm á là không có tiền, tiền lấy đâu ra mà đi giúp người khác nhờ sự trợ giúp của Mạnh Thường Quân, chứ tụi em đâu có hái lá mít để mà đem đến để mà trao cho người khác đâu anh, đúng không? Ý em làm, ý em nói thì khuyên thôi. Không khuyên được cái vấn đề này, em hiểu ý của anh, nhưng mà anh phải hiểu ý của tụi em. Tụi em làm ở đây là không phải tiền của tụi em xuất ra, mà tiền là tiền Mạnh Thường Quân, tụi em chỉ làm nhịp cầu nối thôi, hiểu không? Thì anh nói vậy đó, anh nói anh thương với em thôi. Thì cái gì cũng trung bình thôi, cũng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm. Không trung bình được, bây giờ anh biết sao không? Tiền em đang cầm để em làm những cái dự án cho thằng Nhật mà em chưa làm xong á, là em chưa hoàn thành cái trách nhiệm của em. Cho nên em phải cố gắng em làm bằng được, mà làm đến đâu phải cập nhật đến đó, minh bạch rõ ràng. Chứ không phải là lên làm sơ sơ qua đó rồi người ta nói em ăn chặn thì sao? Đúng không? Ở đây mấy anh không nói vụ đó, nhưng mà còn nhiều hoàn cảnh khác thì mình cũng giúp một người chút đi em ơi. Em nói anh này, hoàn cảnh đối với em á là một ngày cả hàng chục, hàng trăm hoàn cảnh, nhưng duyên đến đâu em giúp đến đó, chứ em không phải là nhà tài trợ, anh hiểu không? Không phải là loại thế là em đấy em giúp được liền. Tại em có một mình em làm sao em giúp được. Với em gì nè, là em phải chia sẻ những cái hoàn cảnh như nhau, phải chia sẻ một người mỗi tí như nhau. Quá. Bây giờ em nói anh này, hàng trăm, hàng chục ngàn kênh YouTube ở Việt Nam chứ đâu phải riêng gì mình em đâu anh. Thì ý anh nói vậy đó, mà tùy em, mà ý anh nói chỉ như là sâu súc mà tùy em thôi. Không, để em nói cho anh hiểu luôn. Em nói cho anh hiểu luôn, tại vì rất là nhiều hoàn cảnh mà tại sao những cái kênh YouTube kia nó kêu gọi không được, tại không có gì. Rồi đi kêu gọi mà không được rồi có buồn không? Rồi cái khi mà kêu gọi được thì phải vui chứ. Ở đây em kêu gọi được cho Nhật, đáng lý là anh phải vui chứ sao anh lại buồn được. Anh làm, anh nói về là tụi em cũng chán, cũng không muốn giúp người. Anh không lắm. Vui mà anh không buồn. Ý anh nói là ví dụ hoàn cảnh khó khăn nào mình cũng chia sẻ với nhau đi. Ý anh nói gì thôi. Em chia sẻ được nhưng mà Mạnh Thường Quân người ta không muốn chia sẻ kia mà.
Thầy ta duy nhất thì thầy cái chị kêu cộng đồng mạng lên cộng đồng mạng rồi mà nói sao gì đường gì mà không gì lên. Trời ơi, anh nói vậy không có được. Người ta khó khăn thì mình phải chia sớt chứ. Mạnh Thường Quân không muốn chia sớt mà tụi em tự động chia sớt tiền của Mạnh Thường Quân ra đâu có được đâu anh. Người ta nói một đường làm một nẻo à? Ai mà gửi tiền về cho mình lần sau nữa anh? Không có phải, nhưng mà mấy em làm bên tôi quê với em cũng phải có một cái lời nào đó phải cổ động. Em bây giờ em cảm thấy thằng Nhật chưa đủ. Em cảm thấy thằng Nhật chưa đủ. Cho nên là em không có ngừng. Và khi nào em cảm thấy đủ em ngừng là em không nhận nữa, anh hiểu không? Mà theo cái lời anh nghĩ gì nè. Nhưng mà cái hoàn cảnh em giúp em không nói. Nhưng mà em giúp mỗi cái người khổ thì em giúp một người đó đi. Anh ghét lắm. À, chứ em đã nói gì mà nói lại rồi. Em đâu có phải là tiền của em tự xuất ra đâu. Mà tiền người ta gửi về. Không phải là em phải có đôi lời gửi với người ta mới được chứ. Dù em lời gửi gì người ta đi. Em từ chối người ta cứ muốn đưa tiền sao? Nhưng mà anh thấy cái chỗ này là anh thấy là không hợp lý rồi. Đấy, vậy là không giả rồi. Em lại nói một câu nặng lời là anh ganh anh tức ở hay như nào? Đúng không? Không, anh phải nói rõ lý do vì sao không được. Mình nói vậy. Nhưng mà là người ta lên coi người ta vẫn thấy bức xúc. Bức xúc nhiều hoàn cảnh rồi, rồi. Vậy là những cái người mà bức xúc đó là chắc là toàn bộ những cái người mà không nhận được sự hỗ trợ của các cô chú Mạnh Thường Quân rồi mới bức xúc ra anh. Thôi nhưng mà em nói vậy thì anh không có nói anh không có cần thiết ba vụ đó. Mà nhưng mà bây giờ em nói anh này nè. Mà để mà chia cho những người ta khó khăn đều đi là anh không nói. Chứ anh thấy cái này là em hỏi anh như này nè, anh bây giờ là chắc khả năng anh nói như vậy thì anh giàu hơn thằng Nhật, anh có điều kiện hơn Nhật và anh không cần hỗ trợ giúp Mạnh Thường Quân. Mà nhưng mà anh lên anh thấy cái chương trình là anh thấy cũng hơi bức xúc, xã hội nó biết bao nhiêu người. Dạ. Giờ chưa một nữa đấy. Thì anh nên nhớ rằng xã hội này biết bao nhiêu người rồi, thì em cũng nói lại với anh là xã hội này không thiếu những cái nhịp cầu nối như tụi em, rồi cũng không thiếu những Mạnh Thường Quân người ta dang rộng vòng tay ra để giúp đỡ, anh hiểu không? Nhiều kênh lắm và nhiều Mạnh Thường Quân lắm. Là cái chỗ là mấy em di sớt á, thì mấy em di sớt cho nó đều. Ý anh nói gì thôi. Thì đều thì mỗi người một nhân vật, mỗi người một hoàn cảnh rồi đó anh. Em giúp chỗ này thì anh em kia nó giúp ở chỗ kia. À, có người người ta nhận cả mấy trăm triệu người ta xây nhà xây cửa kia còn chưa thấy đâu. Đây mới có cái bếp với cái toilet không mà có cái gì đâu mà nhiều anh. Không mà anh lên thấy là chồng găng chồng bọng này kia là cái chuyện đó là không có đúng rồi. Thì cái chuyện trồng răng mình thì có Mạnh Thường Quân người ta thương người ta cho trồng răng thì em mới làm trồng răng chứ em đâu có phải là em xin trồng răng đâu. Mạnh Thường Quân tự động gọi điện đến người ta nói này. Ví dụ như người khổ người ta nó cũng mới ăn tiền thôi chứ ai mà lo thích cái phần đó nó còn có như cũng đợi ta còn lại. Để em hỏi anh như này nè, nếu như hàm răng của anh mà bị đau suốt ngày về rồi anh có mơ ước là anh làm lại hàm răng không anh? Không có phải, ý anh nói á. Em hỏi anh về đi, anh trả lời đi. Khổ người ta cũng bán vào tiền đó là tốt nhất rồi, thấy không? Còn cái này mà tới mà trồng răng trồng bỏng tới trăm ngoài đó anh nói vậy là em biết ý anh rồi. Anh nói rồi dư rồi đó. Anh nói vậy là em biết ý của anh rồi. Nếu như anh mà ví một cái địa vị của thằng Nhật đi, anh Nhật được như vậy rồi anh sẽ như thế nào? Anh có vui không? Không có phải. Nếu mà anh làm gì anh san sẻ cho người khác, anh vui chứ không? Ý anh nói là còn nhiều cái cảnh đời người ta còn nhiều rồi em biết rồi. Bây giờ như này nè, chia sớt nhau đi. Rồi em biết rồi, bây giờ anh muốn giúp hoàn cảnh nào anh gửi tiền về đi, em đến tận nơi em giúp cho. Không, anh đâu cần người gì những trường hợp đó. Không, anh nói được anh làm được chứ bây giờ anh thương người. Những người ta khó khăn nè. Em đến giúp cái hoàn cảnh cho anh nhá, anh gửi tiền này đi. Em dám đảm bảo mà khi mà được là em ngưng và làm hợp ý anh luôn. Đó, nếu anh là Mạnh Thường Quân anh gửi tiền về cho em đi, em đi giúp cho. Mà nhưng mà anh dòm thấy là dù anh không có đẹp nhưng mà anh thấy cái này hơi dư rồi, cái đó hơi dư rồi đó. Hơi dư đối với anh chứ người khác người ta đang thấy thiếu mà anh. Người khác thiếu rồi như mấy em làm sao mấy em coi được mấy em làm chứ. Nè để em nói anh nghe luôn nè, đến cái chỗ đi ẻ mà nó còn không có thì anh thấy nó khổ cỡ nào rồi, đúng không? Con vợ nó bây giờ bỏ đi để lại 5 đứa con. Anh nuôi 5 đứa con nổi không? Nhà cửa toilet rồi không nói. Mà như với cái chồng bóng này cái tiền cũng có cái tiền đó để chứ hoàn cảnh nó khó khăn đi. Em biết rồi, bây giờ như ví dụ như thằng Nhật á, thằng Nhật mà Mạnh Thường Quân biểu thay cho nó cái cù lẳng kia đi thì em cũng phải thay cho nó chứ đừng có nói là cái hàm răng. Không, ý anh nói gì nè, mấy em cũng góp ý chút xíu, cũng phải góp ý cái phần đó chút xíu, thấy không? Còn em có góp ý, em có nói, mà thằng Nhật nó đâu có tham đâu, nó nói bây giờ là đủ rồi, này kia rồi, nhưng mà Mạnh Thường Quân người ta vẫn cứ muốn giúp, thì ý tụi em phải làm như thế nào, đúng không? Người ta vẫn giúp. Ý anh nói là như vậy nè, bởi vì thôi, bây giờ cái nào khó khăn nào mình nói một phần nào thôi.
còn các hoàn cảnh khác nữa mình mới lo tiếp tục đó. Chúng mình rồi thì bây giờ như thế này nè, cái đoạn clip này nè, anh muốn nói thay cho tất cả cộng đồng đúng không? Thì em có ghi âm đây nè, thì em xin phép anh, em sẽ đăng lên trên cộng đồng để cho cộng đồng nghe cái ý của anh đúng hay sai để mọi người bình luận nha. Ý anh nói là cũng như là cái mảnh đời khó khăn đó, là cũng như là chia ngưỡng ít. Dạ. Thấy không? Rồi thì từ nãy giờ em cũng nói chuyện với anh như vậy đó. Ý quan điểm của em là lý do vì sao mà em đến biển Nhật lâu như vậy đó. Nói ví dụ như là xã hội này là nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm. Thấy không? Cũng chia một người một ít. Rồi anh cứ nói đi, anh cứ nói đi, rồi em có ghi âm đây rồi, là ngày mai em đăng lên cho mọi người cùng nghe. Cũng như là mình chia sớt với nhau vậy vậy đó. Ừ. Cho mấy cái mảnh đời người ta khó khăn cho người ta vượt qua cái khổ, phải không? Ý anh là đúng lời ý anh chị thôi. Thì hồi nay em đi giúp hoàn cảnh khó khăn đó, em kêu gọi, nhưng mà có hoàn cảnh ít, có hoàn cảnh nhiều. Mà em cảm thấy là những cái kênh YouTube lớn như những cái kênh khác đó, anh thấy không? Nó còn mua đất, mua nhà, rồi xây dựng tùm lum hết đó. Sao anh không ganh với những người đó mà thầy ganh với Nhật có bao nhiêu đó đâu? Không phải đâu, ý thật phải nói là riêng ai chân mà nhưng bây giờ mình giúp đỡ thì mỗi người chút đi. Không được, nếu như mà anh nói kênh em như vậy, anh nói thằng Nhật như vậy, thì anh nói những cái kênh khác mua nhà, mua cửa, mua tùm lum hết nó còn nhiều hơn thằng Nhật, thì anh phải nói những kênh đó trước rồi hãy nói kênh em. Những cái chuyện hoài dư vậy chứ, ý anh nói là ví dụ như bây giờ mình giúp hoàn cảnh khó khăn đi. Bây giờ mình cho chút đỉnh nổi một cái hoàn cảnh khó mình cho chút đi. Đã nói là không phải tiền của em không thể chia cái số tiền nó ra chút đỉnh cho mỗi người được. Em không quyết định được cái số tiền đó. Em bốc chuyện thôi. Ý anh muốn chia sớt em bốc vậy thôi. À là ý của anh như vậy để em thực hiện theo đúng không? Rồi. Mai mốt ví dụ như thì đúng rồi. Ai cũng khổ cho chia sớt mọi người một chút chắc để cho người ta chắc là vấn đề đó. Thôi. Em biết chắc chắn là cái vấn đề đó em sẽ thực hiện rồi. Nếu như mà tiền đó là tự động em quyết định thì em không có dồn vào một hoàn cảnh mà em sẽ làm theo ý của anh. Cái tiền thôi là anh ở đây là anh chỉ gợi ý với mấy em vậy thôi. Dạ thì nói chung là ý của anh như vậy cũng được. Nhưng mà về cái vấn đề này thì anh cũng phải hiểu cho tụi em. Chứ đâu phải là tụi em là bỏ tiền ra giúp thằng Nhật đâu. Đây là ý của Mạnh Thường Quân mà, đúng không? Ý là anh nói với em nãy giờ là anh muốn gợi ý là cái thằng đó đó. Ví dụ như mình chia cho là mỗi người hoàn cảnh khó khăn một chút cho người ta bớt cái khổ thôi. Nhưng mà anh không hiểu cho cái nỗi khổ của tụi em mà tiền Mạnh Thường Quân người ta muốn giúp ai thì em phải làm theo như vậy chứ làm sao. Anh phải hiểu cái chuyện đó với em rồi anh hãy gọi điện cho em anh nói chứ. Trước khi anh nói anh phải hỏi là tiền đó là Mạnh Thường Quân là bảo là em tự quyết định hay là tiền Mạnh Thường Quân muốn giúp cho thằng Nhật thì em phải trả lời rồi sau đó anh mới thắc mắc được. Anh muốn điện cho mấy em là trên thằng đó thôi chứ ngoài ra anh không có nói gì trơn á. Dạ. Thì bây giờ em hỏi anh như thế này nè, như thằng Nhật đó tụi em giúp như vậy nó thiếu thốn như vậy rồi bây giờ nó như vậy là ý của anh là muốn không giúp nữa đúng không? Ngừng lại được rồi đúng không? Không. Cái phần mà giúp cửa nhà cửa toilet anh không nói. Nhưng mà trồng căng trồng bọng với ý là anh thấy hơi dưng. Thì anh đã nghe được những cái clip sau mà tụi em quay về Nhật sau khi mà làm răng đâu. Khi mà làm răng về nó nói rằng là này kia thì tụi em có quay đây nè, tụi em đâu có để cho tất cả mọi người phải hụt hẫng đâu. Mà không phải là nhắm vào cái lòng thương của Mạnh Thường Quân để rồi mà là nổi cái lòng tham lam lên. Đó, tụi em mới chỉ có đi đến đó theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân nói rằng là đến đó đi, coi nó hết bao nhiêu. Chứ tụi em đâu đã xác định là làm răng cho Nhật đâu. Mà làm răng phải có tiền, Mạnh Thường Quân hỗ trợ mới làm được chứ không phải là đem lá mít cho đó làm được đâu anh. Đúng không? Không mà cái phần đó thì hơi định đi hơi dư rồi. Không, ở đây là cái ý định của Mạnh Thường Quân chứ không phải ý định của tụi em. Anh hiểu chưa? Ý anh nói để em góp ý với Mạnh Thường Quân đi. Không góp ý được. Mạnh Thường Quân người ta muốn giúp làm răng chứ người ta không muốn giúp làm nhà. Người ta muốn giúp làm bếp chứ không muốn giúp làm toilet là cái đó là cái quyền quyết định của người ta. Anh hiểu chưa? Làm sao tụi em góp ý được? Thế không lẽ giờ người ta muốn làm răng, người ta muốn làm răng cho thằng Nhật mà trong khi răng của thằng Nhật thì 9630 như cái hang động của yêu quái đó. Rồi tụi em không giúp nó à? Cái đó là cái quý, người ta nhờ mình thì mình...